Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Bóng đá nữ Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games rất thành công và bảo vệ được tấm huy chương vàng cao quý. Bước vào tháng 7 này, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu cực kỳ quan trọng, đó là giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Giải sẽ có 11 đội tham gia, bao gồm tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor-Leste, Singapore, Australia và chủ nhà Philippines. 11 đội chia thành 2 bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Australia, Philippines, Indonesia, Singapore và Malaysia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Ở bảng A, Việt Nam và Myanmar được dự đoán sẽ vào bán kết. Nhưng bảng B khó đoán hơn khi Thái Lan, Philippines và Australia đều rất mạnh. Tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết năm 2019 với bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ của Huỳnh Như. Bước vào giải đấu này, thầy trò ông Mai Đức Chung chuẩn bị đội hình mạnh nhất và sẽ đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch. Trên đây là lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Ở lượt trận đầu tiên, ngày 7 tháng 7, lúc 18 giờ, Campuchia sẽ đối đầu với Việt Nam. Lượt trận thứ hai, ngày 9 tháng 7, cũng vào lúc 18 giờ, nữ Việt Nam sẽ gặp Lào. Lượt trận thứ ba bảng B diễn ra vào ngày 11 tháng 7, lúc 18 giờ, Timor-Leste sẽ đối đầu Việt Nam. Lượt trận cuối cùng bảng B vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để xem các video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!